Okay, I agree Good evening. Good evening, teacher. Okay, how do you feel today? How are you today? How are you today? Great. Normal. Hôm nay Phương cảm thấy thế nào? Em thấy bình thường. Thấy bình thường. So I am fine. Chứ thật ra là I am fine nào. Phương ơi, lịch học của chúng ta cô tưởng là chỉ cố định thứ tư và thứ bảy. Nhưng mà tại vì cô thấy thỉnh thoảng cô lên thứ sáu chẳng có ai lên. Thế là cô tưởng cô nghỉ luôn thứ sáu rồi. Ừ. Bây giờ chúng ta phải cố định. Em tưởng là vào thứ ba hoặc thứ bảy chứ. Thứ ba, thứ sáu, thứ bảy chứ. À, bây giờ chúng ta sẽ là không, ý cô là lịch học của chúng ta là vào thứ ba, thứ sáu, thứ ba này. Thứ ba, thứ sáu và thứ bảy đúng không nhỉ? Ok. Cô xem nhầm một buổi rồi. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học bù cho buổi thứ sáu nhé. À không, chúng ta sẽ học buổi cho buổi thứ bảy đi. À, cũng không đúng. Em không học bù cho buổi hôm qua cô. Ừ, học bù cho buổi hôm qua, đúng rồi. Hôm qua nghỉ đúng không? Ok. Mẹ đang hỏi cô để xem lại cái giờ có việc sắp xếp rồi cô sẽ thử sắp xếp nha. Chúng ta sẽ sắp xếp vào các buổi. Cô đừng xếp vào thứ tư nhá cô nhá. Đừng xếp vào thứ tư. Xếp vào thứ hai và thứ tư. Đừng xếp vào hai hôm đấy. Tại sao? Ừ. Thế bây giờ mình xếp vào thứ mấy? Học thêm rồi. À ừ. Rồi thì cô nắm được rồi, thì không xếp vào thứ không xếp vào thứ hai, không xếp vào thứ tư đúng không? Thì mình sẽ học vào thứ 3, thứ 6, thứ 7 nhé. Vâng, vâng. Yeah. Như cũ luôn. Nào bây giờ mình vào. Hôm nay mình học bù cho buổi ngày hôm qua. Nào bây giờ mình học nha. Ok, nào. So, mà hôm qua nghỉ cũng không bài gì cô nhỉ. Nào, học nào. Okay, so can you tell me what did we learn in the last lesson? What did we learn in the last lesson? Chúng ta học được cái gì vừa hôm trước nè? Buổi hôm trước học được. Đến phần nào đã biết một câu rồi nào không sao cả. Thế trong vở Phương ghi những cái gì rồi, cô tò mò vở Phương nên ghi những cái gì rồi em nhỉ? Ừ, vở ghi những cái gì rồi? Rồi trong đấy những cái gì rồi nào? No, cô không cần Phương chìa vở ra cô xem mà là đã hỏi học đến cái gì rồi, nhớ cái gì học rồi. Bài gần nhất. Gần nhất rồi, gần nhất. Trời ơi. Thì nó chỉ có ba dòng. Oh my god, ba dòng. Một bài một cô dạy, một ghi được có ba dòng ha. Chúng ta đã ôn tập đề hiện tại hoàn thành và có cú đơn. Hôm trước chúng ta có làm bài tập về phần này. Và chúng ta có chuyển sang cái slide này rồi đúng không? Bây giờ là cái nào là quả cú đơn, cái nào là hiện tại hoàn thành, như là Phương làm được hết rồi.
Dấu hiệu nhận biết thì không biết là không ghi hết chưa. Của cái thằng, dấu hiệu nhận biết của cái thằng hiện tại hoàn thành, không biết đã ghi hết chưa. Dấu hiệu nhận biết của hiện tại hoàn thành này. Ừ, đã ghi được cái gì? Không ghi được. So far and many times I ever, yes, already before cả. Ừ, nhiều đấy. Rồi, ok. Khá là nhiều rồi đúng không? Bây giờ mình đặt câu nhá. Ok, can you make a sentence with so far? What is the meaning of so far? Make a sentence. Yeah, đặt câu với so far. Dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Rồi, ok. Nào, câu chuyện cho một khác luôn. Phần quá khứ đơn là hiện tại hoàn thành, chúng ta học rồi. Thế nhưng mà những cái phần đấy chủ yếu là lý thuyết về bài tập. Cô chưa cho bài tập gì về nhà đúng không? Vâng. Ok. Thế bây giờ cô mở phần hiện tại hoàn thành nhé. Chúng ta sẽ học phần hiện tại hoàn thành. Rồi, ok, cô sẽ mở phần hiện tại hoàn thành mình học. Ok. Làm bài tập phần hiện tại hoàn thành luôn. Nào, trên lớp sắp thi hay kiểm tra gì chưa? Sắp á? Là sao? Vâng. Trên lớp đang học được cái gì rồi? Học cái phần... Là gì nhỉ? Communication. No, trên lớp cơ mà. Biết là communication. Nhưng đấy không phải là lý thuyết của bài mà đấy là tên tiêu đề thôi cô ạ. Vâng. Học đến gì rồi? Ví dụ như học về thì hiện tại hoàn thành hay là có quá khứ đơn hay là hiện tại tiếp diễn. Ví dụ như vậy. Thế bây giờ chúng ta học vào cái gì rồi? Bữa trước là thầy cho học đến phần à? Học hết phần close loop two xong rồi ạ. Bữa trước ấy là thầy cho học, cho làm phần cái chữ đề ấy ạ. Đề thầy phát ạ. À, rồi xong đề thầy phát gồm những loại bài tập gì? Thế cho dễ. Cái gì ạ? Trong trong đề thầy phát có những loại bài tập gì? Lại gì? Thôi, where your face? I don't see you. Ủa? Rồi, ok. Trong đây nó có những loại bài tập gì? Ví dụ như là phát âm ED hay là bài tập về quá khứ đơn hay là hiện tại đơn điền qua vậy qua past simple past present perfect cái gì nhỉ? Chose present perfect chose the correct answer. Okay. Check for mission. Thế lại câu pass simple present perfect for nothing. Ok. Đã rồi. À bây giờ chúng ta đến chúng ta sẽ đến phần quá khứ đơn nhé.
Vào cô đơn. Quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn này, quá khứ đơn nhé. À, quá khứ đơn là chúng ta đã có những cái dấu hiệu gì mà chúng ta biết rồi nè. Quá khứ đơn thì là có ago và last thôi ạ. Ừ, đúng rồi, ago và last là hai cái điển hình. Ngoài ra này, quá khứ đơn chúng ta có một vài dấu về dấu hiệu khác, bây giờ ghi cho cô quá khứ đơn tiếp. Hôm nay ghi bài quá khứ đơn bằng ngoặc tiếp. Đợi bài nhé. What is the date today? It is on thứ tư. It is on Wednesday. Wednesday. Ai cũng nói Wednesday. We just say Wednesday, Wednesday. Chúng ta không phát âm từ next day, từ next to. Chúng ta chỉ là Wednesday, Wednesday, okay, Wednesday. Wednesday. Yeah. Okay. Nào ghi cho cô quá khứ đơn tiếp nè. Quá khứ đơn mà ngọt tiếp. Rồi sao cô? Ok. Nào, dấu hiệu nhận biết nào. Rồi sao? Dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết là gì ạ? Ừ, nào ok, nhớ dấu hiệu nhận biết hôm trước chúng ta có yesterday, có last, có ago. Rồi, ago. Từ ago đây. Ok, cô sẽ quan trọng. Ago. Can you see it? Cách đây. Okay, rồi xong này. Mình có xong được cái ago cách đây rồi nhá. Bây giờ mình cứ nhìn về ví dụ cô là 2 days ago, cách đây 2 ngày. Giờ 2 days ago I went to school. Cái đây 2 ngày tôi đến trường. Yesterday I went to school. Hôm qua tôi đi đến học. Tôi đi học. Last night I watched a movie. Tối hôm qua tôi xem một bộ phim. Rồi. Nào, xong này. Nó nhìn này chữ last go. Last night, last month, last week, last year. Bây giờ nói là thứ bảy trước mình nói như nào? Thứ bảy tuần trước. Last Saturday. Ok, cấu trúc. Nào bây giờ mình chuyển đến phần cấu trúc nào. Cấu trúc của chúng ta ba nhọn. Cấu trúc ba nhọn cấu trúc, hay chúng ta còn gọi là công thức. Người ta ghi là công thức. Và cấu trúc này chúng ta được đóng khung trong mặt vuông.
chủ ngữ cộng với động từ. Nếu như có nguyên tắc thêm VAD thành quá khứ, không thì nó sang cột 2. Xem nào, nó cũng là bất quy tắc. Viết đi sau cô giải thích. Okay. Ok, nào bây giờ nhìn lại cho cô. Từ trước giờ mình cũng đã đặt câu và cũng đã nói đến quá khứ đơn rồi, nhưng mà chúng ta chưa thực sự hiểu nó trong từng cái trường hợp. Tất cả các hoạt động xảy ra trong quá khứ đơn, tất cả các hoạt động đã xảy ra rồi, người ta thì chúng ta gọi nó là quá khứ đơn. Nào ví dụ như hôm qua tôi ăn một con cá rán, ví dụ như thế, đấy là hành động chúng ta đã làm rồi đúng không? Nó là hành động quá khứ, được chưa? Thế bây giờ hãy thử lấy cho cô một ví dụ. Ok, make one example, give me one example. Lấy cho cô một ví dụ này. Ví dụ của... liên quan đến quá khứ là chúng ta có tất cả các dấu hiệu ở đây rồi. I went to school yesterday. Yeah, I went to school yesterday. Okay. Xong. Thế bây giờ nói là tôi đã không đến trường ngày hôm qua thì nói như nào? I didn't go to school yesterday. The job, I didn't go to school yesterday. Thế đấy là dạng câu phủ định, đúng không? Vậy mình để ý là trong câu phủ định mình sẽ có một trạng từ, có một trợ từ. Đấy là trợ từ đứt. Trợ từ đứt. Được chưa nhỉ? Trợ từ đứt và sau nó thể hiện nghĩa phủ định. Cứ nhắc đến phủ định là chúng ta có not. Cứ phủ định, câu phủ định là chắc chắn có not. Nên did not. Được chưa nhỉ? Và did not thì chúng ta sẽ viết tắt mà chúng ta gọi là didn't. Và đằng sau động từ này nhá. Nào, ghi cho cô với phần này. Đằng sau động từ nó phải là nguyên thể. Đấy, cùng đi tiếp này. Cái phần cô quanh tròn nhá. Cái phần này nhá. Động từ nó phải là nguyên thể. Động từ nó là thế à? Ừ, ok rồi, không sao. Là T cũng được. Nào, xong. Vậy với câu hỏi, mình nhìn vào cấu trúc của câu hỏi. Câu hỏi thì mình sẽ chọn đảo chọn động từ lên, đúng không nhỉ? Chọn động từ lên, cộng chủ ngữ và động từ nó cũng làm sao đây? Đúng rồi, động vâng không thể. Và trả lời yes thì là chủ ngữ đứt, no thì là chủ ngữ cộng với đứt. Rồi, ok, xong. Vậy, cái điều duy nhất chúng ta cần nhớ ở trong phần này quan trọng đấy là động từ có quy tắc. Đức quy tắc nào, có quy tắc là chúng ta chỉ thêm đuôi ad thôi, thì đấy người ta gọi là có quy tắc. Còn khi nào có động từ đó bất quy tắc, là ví dụ như thằng go, mình phải chuyển thành van. Và tất cả những động từ bất quy tắc thì chúng ta phải học thuộc lòng. Đấy vì làm sao mà rất nhiều bạn hiểu rõ câu quá khứ đơn nhưng mà lại vì không nhớ nổi động từ bất quy tắc nên là đi thi rất là tiếc. Nên cô sẽ gửi cái list từ bất quy tắc này cho Phương, và Phương có thể học tự học cái list từ này, được chưa nhỉ?
Ok. Rồi chúng ta từ cô. Nó có khoảng trên dưới 15-20 từ gì đó. Cô đếm sơ qua. Và đương nhiên là nó không hẳn, không hẳn có trong đây hết. Nhưng mà những từ chúng ta thường gặp thì nó đang trước mắt mình đây. Những từ mà chúng ta nhìn đây là những cái từ mà chúng ta hay gặp trong bài thi. Đấy, trong bài thi. Vì vậy mà chúng ta học thuộc là cái điều rất là cần thiết, đúng không? Đấy. Và để ý ở đây nữa. Đây, đặc biệt một chút là mình đang nói đến phần động từ có quy tắc. Thì y dài, những động từ nào có tận cùng là y dài thì sẽ đổi thành y ngắn và thêm đuôi ed. Nhắc nhiều là thế nhưng mà vẫn có nhiều bạn hay quên của cô. Nhưng riêng từ play thì lại không. Nó hơi hài hước đúng không? Phải nhớ từ play nhá. Thì đuôi ed là vẫn giữ nguyên. Nhưng ví dụ như thằng fly, bay sang đây, đó là flight, thì mình phải bỏ y dài, viết thành y ngắn và thêm đuôi ed. Thế nó mới hài hước. Đúng rồi. Rồi, thế thế là Phương có động từ đây rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập rất nhanh gọn thôi. Nào. Choose the best answer. Thế. Choose the best answer. Bài này dễ không? Rồi, ok. Chắc là có. Chắc là có. Rồi, ok. Nào, number one. What you choose? I did my homework. Ok, I did my homework last night, ok. Number two. Nam got up a set yesterday. Ok, number three. This day life for last night. And answer? Yeah. Number four. We từ khóa à, dấu hiệu nhận biết của cô này là gì? What is the signal? A go. A go, okay. Cô bốn khoanh là bốn rất đơn rất đơn. Và cuối cùng cô lăng chắc thôi. I had dinner at six. À đâu, I have hay là I have hay là I have been? Have. Have. Ok. Dễ chưa nhỉ? Bài này rất dễ. Ok. Nào. Còn bây giờ nhá. Có một phần nữa mà chúng ta hay hay làm ở đây có đáp án này. Có một cái phần nữa đấy là chúng ta hay làm ở trường ở lớp của Phương ấy thì có hay dùng các bài tập về translate không, dịch từ á, dịch câu á. Ví dụ không. Na ở trường hôm qua thì mình sẽ nói như nào, nhưng mà đây nó sẽ phục vụ cho cái phần viết lại câu transformation. Nga ở trường hôm qua. Well, Nga là chủ ngữ số ít hay số nhiều? It's singular now or plural now? Chủ ngữ số ít hay chủ ngữ số nhiều? Ít ạ. Ít. So we use. Alright.
Chúng ta có to be. Ba to be. Is, am và are. He, nó là số ít. Is, am nói chuyện thành was. Và are nó sẽ thành were. Được chưa nhỉ? Sau Nga chúng ta dùng gì? Were. Nào đọc lại nào. Were. One more time, words. Ok, rồi. Nga đã ở trường hôm qua. Ở trường. Ở trường. Ok. Rồi, ok, không sao cả. Bây giờ con sẽ cho con nhìn mẫu, cho cô nhìn mẫu nhé. Nào, cô nhìn thấy không? Nga was at school yesterday. School. At, mình có từ stay at home. Và đây có từ at school. Ở một cái địa điểm nào đó, chúng ta sử dụng at khi là địa điểm nhỏ. Được chưa? At school. Rồi, hãy sửa cái câu này nhé, mình viết vào cho nhớ này. Nga was at school yesterday. Nga ở trường hôm qua. Chính xác ra thì chúng ta phải dịch là Nga đã ở trường ngày hôm qua. Ok. Yeah. Nhớ nha. Number 2. Bạn ở đâu tuần trước? Tôi ở Nha Trang. Bạn ở đâu tuần trước? Câu hỏi trước nào. Bạn ở đâu tuần trước? Câu này có. Where? Does you? Rồi, ok. Bài này có vẻ hơi bị đuối sức một chút, bởi vì chúng ta phải hiểu là cái khẩu ngữ này. Bạn ở đâu tuần trước? Chúng ta đang nghiêng về nào. Hãy nhìn cái câu số 2 của cô đáp án nào. You were, where were you are, where were you last week? Chúng ta đang sử dụng hết động từ to be lên, vì thế chúng ta không sử dụng tiếp ở đây. Bài này nó có cái phương trước. Bây giờ mình sẽ sang bài khác, sang bài này cho dễ. Ok, là quá khứ đơn. Câu số 1 nè, mình sẽ chia như nào cho cô? Chia động từ á. A year ago he was. Ok. Good job. Number 2. It is a question and it is verb, not to be verb. Đây là động từ thường chứ không phải động từ to be. Nên để ý là chúng ta có sử dụng trợ động từ không. Khi nào mà có động từ thường trong câu hỏi thì phải sử dụng trợ động từ. Và chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ gì nhỉ? Đất. Ok. Tại bạn đã gặp chúng tôi, họ đã gặp bạn
ngày hôm qua đúng không? Đức cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên thể. Đứt dây vì miết. No dây đứt dần. Ok, no dây đứt dần. Ok. Rồi, no dây đứt dần. Câu này đúng. Thế còn với đằng sau, vì vì quá khứ của miết là gì? À, bây giờ chúng ta lại lội lên trên đằng trên nhá. Xem có từ mít của mình cần dùng không? À, lội lên đằng trên. Đấy là quá khứ của từ mít là từ mét. Và nhìn lên trên đằng trên này xem có không nhá. Mét. Ở trên đây không có đúng không? Mét đây chưa? Nhìn thấy chưa? Mét của cô chưa? Rồi đó. Vậy thì có rồi nhá. Đông này. Đây mình đang ở câu số 2. Vui mát này. Mát là có một chữ E. Ok, mát có một chữ E. Câu hỏi, à câu trả lời. Tiếp, câu số 3. Vui hát. Đúng rồi. Ok. Last week là xích lô này. Đúng nhỉ, câu số 4 nè. Nhớ là có động từ thường. He didn't watch watch TV. He played. Played. Câu này chuyển sang quá khứ mình sẽ nói như nào. Last night he didn't watch TV. He played chess. Play quá khứ. Play chuyển sang quá khứ sẽ như nào? ED ạ. À, ED rồi xong. Câu số 5. Where does she go first? Ok. Được rồi, nhớ là sau câu hỏi về đứt này chủ ngữ luôn là nguyên thể đó. Rồi bây giờ ở vị thứ hai thì sao? I visit the dalai. Rồi we visit. Ok, okay, we visit. Rồi ok, phần này cô sẽ cho bài tập từ câu số 6 đến câu số 11 về nhà. Đúng không? Cô sẽ cho đề bài từ câu 6 đến câu 11 về nhà là bài tập về nhà. Hôm nay mình học đến đây vì mình hơi học muộn. Mà cô 8 giờ cô lại có một tiết nữa. Thế thì bây giờ mình học đến đây thứ mấy nhỉ? Thứ 6 và thứ 7 lại lên học cho cô nhá. Cái này, ok. Rồi, có câu hỏi gì cho cô trong cái phần quá khứ đơn này nữa không nhỉ? Ừ. Dạ, cô sẽ gửi cái bảng. Cô sẽ gửi một list các cái từ này nhá. Bất động bất quy tắc nhá. Cho học. Ok. Rồi. So, chúng ta vào học xong cái phần quá khứ đơn thì chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập của hiện tại hoàn thành. Được không nhỉ? Ok. So thank you. Good night and see you next time. Bye bye. Good night, teacher. See you next time. Yeah, bye bye.